Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn. Chào mừng mọi người đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì em gửi đến cho quý vị một cái mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng. Vâng, đó là một cái mẫu xe Toyota Innova được sản xuất 2012 các bác nhé. Với động cơ máy 2.0 bản E trang bị hộp số sàn, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng nhé quý vị nhé. Đấy, với cửa tiền thì tầm khoảng hơn 200 triệu đồng các bác nhé. Đấy, hơn 200 là các bác đã có thể sở hữu ngay một cái mẫu xe tư nhân gia đình đi. Đó. Đời 2012 bản đủ số sàn. Đấy, bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 0866010016 hoặc 0906034285 để được tư vấn cụ thể nha các bác nhá. Đấy, xin mời các bác cùng em đi vào chi tiết cái mẫu xe này. Về phần ngoại thất của xe là một chiếc xe màu bạc nguyên bản. Đấy, màu bạc nguyên bản của xe các bác nhá. Xe tổng thành sơn si của nó đẹp. Đấy, nói chung là không có đâm xô tai nạn gì cả. Đó. Lốp dép thì dày, lốp dép còn mới cả giang. Với cái phần ngoại thất của nó thì quá là ok đúng không ạ? Đó. Con này thì đời 2012 thì lên form mới rồi. 2012 và 2013 thì lên form mới. 2011 thì nó sẽ là form khác biệt hoàn toàn nhé các bác nhé. Đó. Biển Hải Phòng. Về phần đuôi xe là có trang bị đuôi cá và cảm biến chống va chạm đầy đủ hết nhé. Đây các bác có thể xem. Xe em cam kết cho các bác là không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ zin, keo chỉ cột, keo dắt xi zin nguyên bản. Đây là phần nội thất của xe. Đấy, nói chung nội thất của nó thì nói chung là nó cũng gọi như là khá là tươi. Đấy, trần thì là trần nỉ bọc ni lông. Đây, nội thất ghế da hai màu, màu nâu là màu chủ đạo đằng trước và bọc bê tông màu đen. Màu đen. Đây các bác nhá, hệ thống vô lăng 4 chấu nhá. Đấy, lên vô lăng mới rồi. Đấy. Cái màn hình thì được trang bị bằng hệ thống màn hình xịn sò. Đấy, phần tắp đi tắp lâu của xe đây. Đây các bác nhé. Đấy, keo chỉ của nó là nguyên bản nhé. Đấy, cột keo sắt xi nguyên bản. Đấy, tất cả cột keo đinh bấm nhà máy nguyên bản. Đây. Đó. Đây là phần nội thất đằng sau nhé các bác nhé. Nội thất đằng sau đây. Đấy. Trang bị 3 dàn điều hòa độc lập, 3 dàn điều hòa rất là mát nhé. Đấy. Phần tắp ly, tắp lô của nó là không có dấu hiệu khoan đục, hoàn toàn không có dấu hiệu khoan đục. Đấy, đây các bác nhé, kính của nó là nguyên bản nhé, hệ thống kính trước là nguyên bản hết đi. Đấy, cột kéo sắt xi nguyên bản, nội thất thì nói chung là cũng còn khá là ok đúng không ạ? Đây, lốp dép dàn lốp dày, đây nhá, dàn lốp dày. Đấy. Đây các bác này, đường chỉ cú lốp vẫn còn zin nhé. Đấy, chỉ cú lốp nó vẫn là nguyên bản. Đấy, cầm bẹ của nó không mọt chi là ok rồi đúng không ạ? Đây, cảm biến này. Đấy, cảm biến đầy đủ các bác nhé. Đây là phần khoang cốp đằng sau này. Đấy, hệ thống cốp đằng sau. Đây là cặp đèn. Đấy, đèn là đèn zin nhé các bác nhé. Đèn Toyota nguyên bản này. Đó. Đây. Cái đinh bấm nhà máy đều là nguyên bản hết, ốc lắp cabo cũng chưa có hạ gì cả đúng không ạ? Đó. Đây nhé các bác nhé, xe thì nói chung là khá là cứng cáp luôn. Với giá thành thì con này tầm khoảng trên 270 thôi các bác nhé, trên 270 thôi. Đấy, giá cũng rất là hợp lý rồi đúng không ạ? Trên 2.7 là một chiếc xe bản đủ Innova bản E đời 2012. Đấy. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì tham khảo alo ngay cho em. Keo chỉ là zin. Đấy. Rất ok luôn đúng không ạ? Đăng kiểm con này thì còn khá là dài, mới đăng kiểm xong đến tháng 4 2025. Đấy, còn là 1 năm nữa là mới đăng kiểm các bác nhá. Cái ốp này. Ốp mặt catalang này, cái này thì bên em sẽ thay cho các bác tại vì cái này nó bị ngả màu rồi, nó khá là lâu nó bị ngả màu rồi. Thì cái vấn đề đấy em sẽ thay cho mọi người nhé. Đây. Đây, nói chung là không thể tránh được cái vấn đề va chạm. Đây các bác này, các bác nhìn cái đường dạn sơn nhé. Đấy. Không tránh được, nói chung là cản trước cản sau không tránh được cái vấn đề mà va chạm nhẹ đâu. Còn là cam kết cho các bác là không có lỗi gì hết. Đấy. Không đâm đụng tai nạn, không ngập nước, không đâm đụng tai nạn nặng, nói thẳng là như vậy chứ còn va chạm nhẹ không tránh được. Đây em sẽ mở máy cho bác xem phần máy nhé. Đấy, máy móc của nó thì nói chung là đời này thì máy số không còn zin nữa. Máy móc thì đã được bảo dưỡng bảo trì rồi. Đấy,
chứ còn máy số thì nếu mà đời này máy số gì là không có nhé các bác nhé. Điều hòa mát lạnh luôn. Điều hòa mát lạnh luôn. Đây phần tắp ly tắp lô của xe nhé. Đây các bác xem này. Đấy, rất ok luôn đúng không ạ? Đây em sẽ mở máy các bác xem phần máy nhé. Máy móc của nó xem là như thế nào. Cái này là đang có hiện tượng là bỏ máy này. Hết xăng rồi biết. Hết xăng rồi biết. Em sẽ quay nhanh cho mọi người xem. Khả năng là đang hiện tượng là hết xăng. Đây là phần khuôn máy thôi nhé. Đây nói chung là đang có hiện tượng là gọi như là bỏ máy hết. Hiện tượng nó là đang kiểu có hiện tượng là bỏ máy, nhưng mà con buggy nào đấy nó sẽ gọi như là nó bị hỏng. Vấn đề đấy có yên tâm là bên em sẽ làm đẹp cho các bác luôn. Vâng, xin lỗi mọi người, ở cái phần đầu vừa nãy là máy số là ra rồi, nhưng con này thì là máy số sim đó ạ. Máy số sim nhé, chưa ra máy luôn. Vâng, một mẫu xe Innova bản E đời 2012, số sàn tư nhân gia đình sử dụng biển Hải Phòng, với giá thành 278 triệu thôi. Em bao hồ sơ bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này alo ngay cho em qua hai số điện thoại 0866010016 hoặc 0906034285 để được tư vấn cụ thể các bác nhé. Các bác có thể là kết bạn Zalo trực tiếp để được gửi hình ảnh và video chi tiết hơn. Bên em còn rất là nhiều những mẫu xe giá rẻ và cũng như là về rất là nhiều những cái dòng xe mà cửa tiền tầm khoảng hơn 100, hơn 200 cho các bác tham khảo lựa chọn. Thì bác nào đang có nhu cầu thì có thể là ghé qua cửa hàng em để xem xe, lái thử, trải nghiệm, chạy thử những cái mẫu xe này nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong cái mẫu lần sau nhé.